nay mẹ không nghe được tiếng con trèo mỗi khi đi học về nữa rồi. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Đây là lời tha thán lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, đau khổ, hòa chung dòng nước mắt của mẹ bé L vang lên trong chiếc xe chở linh cữu con trai mình từ từ rời đi. Tiếng lòng của người mẹ như xé nát tim gan của những người có mặt trong tang lễ của cậu bé. Chiều muộn ngày 7 tháng 8, người thân, làng xóm đã tổ chức tang lễ cho cháu LHL, 6 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cậu bé vừa bị tử vong, nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường suốt hơn 9 tiếng đồng hồ. Tại tang lễ, nhiều người thân khóc ngất khi đưa tiễn cháu về nơi an nghỉ. Nỗi đau quá lớn khiến bố mẹ cháu không thể bước đi được, cả hai đã ngã quỵ xuống đất. Người thân phải hết sức ngăn cản, không dám để bố mẹ cháu lờ ra nghĩa trang. Trong cái nắng cuối chiều hầm hập nóng, tiếng khóc, tiếng than càng khiến cho không khí tang thương hơn bao giờ hết. Chiếc quan tài đưa thi thể bé trai được di chuyển ra nghĩa trang gần nhà để an táng. Khi xe chở linh cữu bé L vừa lăn bánh, tiếng khóc ai oán của người thân cháu bé lại vang lên. Ông nội của cháu L cũng không ngăn được dòng nước mắt. Nước mắt của người đầu bạc khóc cháu sao không xót xa được. Vừa mới tuần trước, cháu còn ở đây cười nói cơ mà, sao cháu bỏ ông bà, bố mẹ đi? Cháu đi oang uổng quá cháu ơi. Ông nội bé L nức nở. Trước đó, vào chiều qua ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ngã khụy khi nhận được khung tin từ gia đình, nhà trường nói rằng con trai mình đã tử vong. Theo anh Sơn, vào 7 giờ sáng ngày 6 tháng 8, gia đình anh đưa con trai LHL 6 tuổi đến điểm đón xe ở phố Yên Hòa để tới trường quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là buổi thứ hai cháu L tại ngôi trường này. Sau khi người của trường Gateway đón bé L lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm. Đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên nói rằng không nhìn thấy cháu L đâu. Ngay sau đó, vợ chồng anh đã đến trường thì nhận được tin cháu L đã bị tử vong vì ngủ quên trên xe ô tô. Liên quan tới vụ việc, ngày 7 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Đưa đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bần thần khi nhận tin dữ từ trường Trung học Quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ hai của cháu tại trường quốc tế Gateway.